thực hiện lãnh đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố tỉnh đã lập chuyên án tập trung lực lượng phối hợp với Công an hai huyện Đầm Hà và Hải Hà để điều tra, làm rõ ràng hành vi lỗi lầm của nhóm đối tượng trên. Kết quả ban đầu cho thấy, vào 10 giờ 30 ngày 26 tháng 1 năm 2018, tại đoạn I-8A gần thành phố Tiên Yên, huyện Tiên Yên, đã xảy ra vụ đập phá xe ô tô mang kiểm soát 17-59580 do anh Phạm Từ Liêm, ở huyện Đông Hương, tỉnh Thái Bình lãnh đạo. Theo lời khai của anh Liêm, hôm đó, anh lãnh đạo xe ô tô mang kiểm soát 17-59580 chở lợn thui cho anh Bùi Văn Sáng, ở cùng huyện Đông Hương, ra huyện Đầm Hà bán. Đến địa phận trên, có hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy chặn đầu xe, sau đó chúng dùng đá và búa đập vỡ kính chắn gió và hai đèn chiếu sáng rồi bỏ chạy. Tiếp tục tích lũy các nguồn tin của quần chúng, trinh sát phát hiện, vào một ngày giữa tháng 10 năm 2017, hai bà xã chồng chị Nguyễn Thị Hải và anh Phan Văn Đình chở lợn từ Thái Bình ra huyện Hải Hà, Quảng Ninh, bán cho các chủ lò mổ là khách hàng quen, đã bị ba đối tượng chặn đường, đe dọa, ép phải nộp cho chúng mỗi chuyến là 1 triệu đồng. Do sợ các đối tượng hành hung, bà xã chồng chị Hải đã buộc phải nộp cho chúng số tiền là 4 triệu đồng. Thời gian sau đó, các đối tượng yêu cầu chị Hải bán lại lợn cho chúng thấp hơn lạnh giao cho các chủ lò mổ là 1.000 đồng 1 kg, thay cho chế độ nộp tiền nêu trên. Trước sức ép của các đối tượng, hậu phi chồng chị đã bị thiệt hại 9 triệu đồng trong 3 chuyến hàng. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, câu kết với công tác rà soát địa bàn, nhận dạng đối tượng, ban chuyên án cũng xác định rõ rệt một nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản của người dân nói trên gồm Cao Mạnh Hùng Tức Luyên, sinh 1987, đang chấp hành 9 tháng tù nhưng hưởng án treo về tội đánh bạc, ở xã Sáu, xã Quảng Long, Phạm Văn Hương, sinh 1983, ở xã Hải Tiến, xã Quảng Thành, cùng huyện Hải Hà, Vũ Viết Trường Tức Dần, sinh 1986, ở xã Tân Liên, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. Ngày 9 tháng 2 năm 2018, ban chuyên án đã có đủ cơ sở cầm giữ ba đối tượng nêu trên. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ rệt, trước đó Cao Mạnh Hùng và Phạm Văn Hương đều làm nghề thu mua lợn thịt để giao cho các lò mổ ở hai huyện Đầm Hà và Hải Hà. Tuy nhiên, do luôn phải cạnh tranh với một số chủ lái khác, trong đó có anh Bùi Văn Sáng ở huyện Đông Hương và chị Nguyễn Thị Hải ở huyện Kiến Sương, cùng tỉnh Thái Bình, Hùng và Hương bàn thảo làm luật lợn bằng cách đe dọa các chủ hàng ở tỉnh khác khi vận chuyển lợn đến bán phải qua sự điều hành của chúng. Theo đó, từ tháng 10 năm 2017, Hùng và Hương đã chặn đường, đe dọa, ép các chủ lái qua nhiều chế độ như nộp 1 triệu đồng một chuyến, 50.000 đồng một đầu lợn hoặc bán lại rẻ hơn rét mướt giao bình xoàn từ 1.000 đồng đến 1.500 đồng 1 kg lợn hơi cho chúng. Cụ thể, tháng 10 năm 2017, anh Phạm Từ Liêm và anh Trần Ngọc Khu, cùng ở huyện Đông Hương, tỉnh Thái Bình, chở lợn thui cho anh Bùi Văn Sáng từ tỉnh này ra bán cho các chủ lò mổ ở hai huyện Đầm Hà và Hải Hà thì bị Hùng và Hương chặn xe, đe dọa rồi yêu cầu cung cấp số máy tính bảng của anh Sáng để cầm anh hợp tác làm thông thường. Ảnh minh họa. Không còn cách nào khác, anh Sáng phải trực tiếp ra huyện Hải Hà gặp gỡ Hùng. Tại đây, Hùng tuyên bố đây là địa bàn của hắn. Ai muốn đem lợn ra đây bán phải nộp mỗi đầu lợn là 50.000 đồng. Trong tháng 10 năm 2017 để bán được lợn, anh Sáng buộc phải nộp cho Hùng 4 chuyến gồm 167 con, tổng cộng số tiền là 8.350.000 đồng. Thấy việc thu tiền theo đầu lợn dễ bị phát hiện, Hùng đã bàn với Hương cầm các chủ lái bán lợn qua Hùng và Hương với rét mức thấp để chúng trực tiếp bán cho các chủ lò mổ hưởng chênh lệch. Hai tên đã giao cho Vũ Viết Trường Tức Dần, sinh 1986, ở xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà làm nhiệm vụ chặn xe, đe dọa các chủ buôn với rét mức tiền công là 10 triệu đồng tháng. Trước sức ép của các đối tượng, nhiều chủ lái trong đó có anh Sáng đã phải chấp nhận giao lợn cho Hùng và Hương với rét mức thấp hơn từ 1.000 đồng đến 1.500 một kg. Cũng vào thời gian tháng 10 năm 2017, Phạm Văn Hương đã lôi kéo Phạm Văn Thắng, sinh 1988, ở xã Bốn, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, cùng tham gia chặn ép, đe dọa các chủ hàng bán lợn với lời hứa hẹn sẽ trả cho Thắng mức công 10 triệu đồng tháng. Liền đó, Thắng rủ thêm 3 đối tượng khác chưa rõ rệt địa chỉ lai lịch, gây ra vụ chặn xe, đe dọa chiếm đoạt tiền của hậu phi chồng chị Hải nêu trên.
Sau khi bị Hùng và Hưng ép cắt rét mướt, chiếm đoạt tiền và không đòi được số tiền các chủ lò mổ đã trả bị Hùng chiếm giữ, anh Sáng nghĩ không làm nữa. Đến đầu tháng 1 năm 2018, do các chủ lò mổ liên tục gọi báo thiếu hàng nên anh Sáng lại nối tiếp cho xe chở lợn ra Hải Hà, Móng Cái bán nhưng không qua Hùng và Hưng. Biết việc này, Hương đã giao cho Trường tìm cách xử lý. Theo đó, Trường gọi điện cho anh Sáng đe dọa. Ngày 26 tháng 1 năm 2018, sau khi được Hùng báo việc anh Sáng sẽ cho xe ban kiểm soát 17-9580 chở lợn ra Hải Hà, Trường đi ô tô đến nhà rủ Vũ Văn Tiến, sinh 1992, ở xã Hải An, xã Quảng An, huyện Đầm Hà cùng gây ra vụ chặn đường, đập phá xe ô tô của anh Phạm Từ Liêm. Trưa 30 tháng 1 năm 2018, Hương nối tiếp tập hợp đồng bọn, trong đó có Trường, Tiến cùng 3 đối tượng khác chưa rõ rệt địa chỉ lai lịch, phục sẵn tại đoạn đường 172-700 thuộc xã Ba, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả. Khi xe ô tô 17-9580 dẫn do anh Liêm chỉ dẫn chở lợn cho anh Sáng vừa đi đến, Tiến đã dùng đá ném vỡ kính chắn gió chủ xe thế hệ thay sau lần đập vỡ ngày 26 tháng 1 năm 2018, rồi cả bọn lên xe ô tô của Hương bỏ chạy. Qua tài liệu cơ quan điều tra tích lũy được, xác định, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017, với âm mưu trên, Hương và Hùng đã chiếm đoạt của anh Sáng gần 70 triệu đồng. Ngoài ra, riêng Hùng còn giữ lại tiền thanh toán của các chủ lò mổ, không trả cho anh Sáng số tiền 171 triệu đồng, nhằm khống chế cầm anh phải nối tiếp giao lợn cho chúng. Trong các ngày 19 tháng 6 và 9 tháng 7 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã lần lượt cầm giữ các đối tượng Phạm Văn Thắng, Vũ Văn Tiến. Ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhóm đối tượng chuyên làm luật lợn trên đã nhận hình phạt thích đáng trước pháp luật. Trong đó, Cao Mạnh Hùng nhận 36 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp hình phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo tại bản án của Tòa án Nhân dân huyện Hải Hà về tội đánh bạc, buộc bị cáo phải chấp hành thông thường cho 3 tội là 54 tháng tù, Phạm Văn Hương lĩnh 27 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp là 36 tháng tù, Vũ Viết Trường 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp 33 tháng tù, Phạm Văn Thắng 18 tháng tù, Vũ Văn Tiến 9 tháng tù cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.